Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Hán Dịch, Đời Nguyên Ngụy, Đại Sư Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Phẩm 6, Quán Thiên, Dạ Ma Thiên. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, siêng năng tu tập không ngừng, quan sát trên cõi trời tam thập tam, còn có cõi trời nào thù thắng, tự tại hơn cõi trời ấy không? Dùng văn tuệ, biết trên cõi trời tam thập tam, còn có nơi chốn tất cả đều thù thắng, quả báo, ánh sáng đều thù thắng, đó là cõi trời dạ ma. Nhờ ba loại giới được sinh lên cõi dạ ma, đó là ba giới không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Tu tập ba giới này không thiếu sót, rơi rớt, không hủy phạm. Đó là giới mà chư thánh khen ngợi, luôn được mát mẻ, dần dần đạt được niết bàn, giống như bạn lành, giới như cầu vượt qua biển sinh tử. Ai có cầu giới này sẽ qua khỏi biển sinh tử đến bờ giải thoát. Người tu hành lại suy xét kỹ, thấy vị tỳ kheo quan sát bảy chi giới, quan sát quả báo của nghiệp có thượng, trung, hạ như đã nói ở trước. Sau đó quan sát cõi dạ ma trên núi Tu Di có những nơi nào, cao bao nhiêu, có ánh sáng gì. Quan sát như vậy, với tri kiến mình biết được chúng sinh không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, tự giữ giới, dạy người giữ giới, tạo lợi ích cho cả mình và người thì được sinh lên cõi trời kia. Với tri kiến biết được cõi dạ ma cao 6 vạn do tuần, cao gấp 2 lần tầng trên cùng của núi Tu Di. Cõi dạ ma có bao nhiêu trực xứ, cao bao nhiêu, mặt đất bằng gì? Với tri kiến biết được cõi dạ ma có 32 trụ xứ, cao 5.000 do tuần. Cõi dạ ma ở giữa hư không như đám mây, nhờ gió nâng đỡ, bên dưới nhờ nước nâng đỡ, nước nhờ gió nâng đỡ, đó là gió diễm ba, nâng đỡ cõi dạ ma như nâng đỡ đám mây. 32 trụ xứ đó là 1. Thế lực, 2. Thừa xứ du hành, 3. Vân xứ du hành, 4. Tích phụ, 5. Tâm tướng, 6. Sơn thọ cụ túc, 7. Quảng bát hành, 8. Thành tựu, 9. Thắng quang minh, 10. Chánh hạnh, 11. Thường lạc, 12. Tăng trưởng pháp, 13. Nhất hướng lạc, 14. Lạc hành, 15. Chủng chủng tạp, 16. Tâm trang nghiêm, 17. Phong suy, 18. Sùng cao, 19. Mạc tuyền hành, 20. Bách quang minh ngạn, 21. Sơn tụ hành, 22. Nguyệt kính, 23. Ức niệm lượng, 24. Già thi ca, 25. Giải thoát thiền, 26. Mạng thượng mạng, 27. Hạ nhập, 28. Giai hành, 29. Tự thân kính, 30. Mạng thân quang minh, 31. Thượng hành, 32. Lâm quang minh. Đó là các trụ xứ của cõi trời dạ ma. Vị vua cõi dạ ma tên là Motulouda. Như thiên vương đế thích, chủ cõi trời tam thập tam tên là Kiều Thi Ca. Thiên vương cõi dạ ma thuận hành chánh pháp, thần thông diệu lạc của thiên vương ấy gấp ngàn lần đế thích. Thân của Motulouda cao 5 do tuần, sáng rực thù thắng, còn thân của đế thích chỉ cao 1 cư sa. Oai lực phần thân của Motulouda gấp 100.000 lần đế thích. Quả báo của thiên vương cũng vậy. Quan sát xong, tỳ kheo nói kệ: như người mang vật nhẹ qua biển không bị chìm, người ít tạo việc ác, lên trên không xuống nước, như cánh chim vững chắc bay lượn trong hư không, người giữ giới kiên cố sẽ được sinh lên trời. Tỳ kheo đã quan sát nhân quả của cõi trời dạ ma. Cõi này có 4 núi lớn cao 1 vạn do tuần, đó là Thanh Tịnh, Vô Cấu, Đại Thanh Tịnh, Nội Tượng. Còn có những ngọn núi khác đủ các chủng loại, màu sắc, hình tướng, công đức. Như vậy, có hơn ngàn ngọn núi khác trang sức các thứ hoa trời. Cõi dạ ma được trang trí như vậy,
Trong 32 trụ xứ của cõi này có các ngọn núi, dòng sông, ao sen, vườn rừng vây quanh, được trang trí đủ hình tướng, hương sắc, mùi vị. Cây hoa có đủ các vị như sông núi, cây cối, ao vườn của cõi trời Tam Thập Tam. Cây cối, ao vườn, cảnh vật ở đó đẹp hơn cả cảnh vật xinh đẹp nhất của cõi người. Những sự thù thắng của cõi trời Tam Thập Tam không sao sánh kịp cõi Dạ Ma. Vì sao? Vì nhân quả nhiều. Cõi ấy có vô lượng phước đức của nghiệp thiện, có trăm thứ nhân quả công đức do nghiệp thiện hóa sinh, thật không sao nói hết. Vì sao không thể nói hết? Vì oai lực của các nghiệp lưu chuyển nhiều. Nghiệp quả ấy, nơi tất cả chúng sinh cũng không thể nói hết, nhờ nghiệp thiện nên được sinh lên trời. Cõi Dạ Ma có đủ những thứ mà không thể nói hết. Trong ngàn phần quả báo của cõi trời ấy, ta chỉ có thể nói được một phần. Vì sao? Vì người giữ giới sẽ được quả báo. Giờ đây xin nói rõ. Người giữ giới nghe được thì siêng năng, người tu trí tuệ thì càng siêng năng gấp 10 lần. Vì sao biết người giữ giới có sự sai khác như thế? Vì người giữ giới được sinh lên trời kia, người tu trí thì đạt niết bàn. Như vậy, ta đã nói về công đức của giới và trí. Những ai đã biết quả báo của giới và trí thì nên nghĩ, giữ giới còn như vậy, huống gì là tu trí? Ta đã nghe thế nên siêng năng tu tập. Nếu ai nói như vậy sẽ được quả báo bậc trung, lại do nhân duyên mà nói pháp khác. Vị trời ấy thọ hưởng hoang lạc lâu không gì ngăn ngại, nhưng vẫn bị thoái đọa, không còn quyền lực, huống gì dục bộn cõi người có nhiều tội lỗi, chút ít vị vui lưu chuyển không ngừng, không được an ổn, thường phá hoại đủ sự khổ đau, lo sợ giặc cướp. Ta sẽ nói những nhân duyên khác nữa. Ngoại đạo cho rằng tất cả đều do Ma Hê Thủ La tạo ra, không phải do nghiệp. Còn người thì không biết được, vì muốn ngăn chặn ngoại đạo nên nói nhân quả. Thấy có nhân quả, thật có duyên sinh, không phải do ai tạo ra, không phải không nhân, tất cả nghiệp nhân phải có quả tương xứng, không phải do nhân này mà chịu quả khác, không có nghiệp thiện mà sinh vào địa ngục, không có nghiệp ác sinh lên trời. Người do tu nghiệp thí, giới, trí nên được sinh lên trời. Hai sự khổ vui đó không sao nói hết. Diệu lạc cõi trời không thể ví dụ được một phần nghiệp của người ấy. Giờ đây chỉ nói một ít. Ha ha ha,